Hi, xin chào các bạn. Chủ đề của chúng ta là về tình yêu. Tình yêu có sắp gõ cửa nhà bạn. Rồi, bây giờ các bạn chọn tụ bài nha. Các bạn tụ 1, tụ 2, tụ 3. Rồi, bây giờ mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1. Chúng ta nói về chủ đề tình yêu là tình yêu có sắp gõ cửa nhà bạn. Các bạn có you are limitless. Bạn không có giới hạn, có nghĩa là bạn có thể làm bất kể chuyện gì mà bạn lựa chọn. Cái thông điệp này là đang muốn các bạn là hãy có những cái nhìn đúng về bản thân của các bạn á. Tức là đầu tiên là để tình yêu á, gọi là bước đến với bạn là bạn hãy yêu thương bản thân mình. Yêu thương bản thân mình nó không phải là một câu nói ra để khuyến khích, để khích lệ nhé mọi người. Nó là một câu rất là thực tế á. Chỉ cần là các bạn vượt qua được những cái cảm xúc buồn tủi thân vân vân, các bạn là tập trung á, tập trung một cách từ từ, đều đặn, ổn định thôi. Không có phải là mình phải gắng sức một cách nó quá mức. Nghĩa là các bạn giữ cái ý thức là làm sao để cho các bạn cứ tập trung vào trong những cái sở trường của bản thân, những cái điểm mạnh của bản thân á, để nhiều tháng, nhiều năm cho đến một lúc nào đó là các bạn sẽ thấy một cách rất là tự nhiên về bản thân của mình. Tức là bạn cũng sẽ có một cái biệt tài, một cái sở trường riêng nào đó, và các bạn cứ tập trung vào trong những cái khác biệt đó của các bạn á, thì các bạn sẽ thấy là rõ ràng khi các bạn muốn phát triển đến đâu là các bạn có khả năng, chỉ cần tập trung vào bền bỉ, các bạn có thể phát triển với tất cả những cái sự lựa chọn của bạn. Đầu tiên là như vậy, tức là chúng ta đang gửi một cái tình yêu thương đến cho bản thân của mình. Mình đang gửi một cái sự tự hào đến bản thân của các bạn. Đây là cái việc mà các bạn nên làm đầu tiên á, rồi sau đó tình yêu từ bên ngoài mới đến với các bạn. Hoặc là các bạn chỉ tập trung vào bản thân thôi với thông điệp này, còn lại mọi chuyện cứ diễn tiến tự nhiên. Nghĩa là sắp tới đây tình yêu có gõ cửa nhà các bạn không, buông thả lỏng hết hoàn toàn luôn, để cho cái việc đó đến tự nhiên. Rồi, mình tiếp nha. Các bạn có the will, rất kết nối á, giống như các bạn cứ là buông thả lỏng hết mọi thứ, cứ tập trung vào làm sao để cho các bạn là trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào, thì các bạn giống như là đứng lên trên số phận của mình á, bạn vẫn rất là tự tin, vẫn cảm nhận được cái niềm vui trong mỗi một cái khoảnh khắc luôn. Tức mỗi là một ngày trôi qua bạn vẫn có thể tạo được cái niềm vui cho bản thân mình. Còn lại là mọi chuyện sẽ đến với các bạn một cách rất tự nhiên nha, không cần phải lo nghĩ luôn. Bạn tập trung vào sự nghiệp, vào việc học, tập trung vào bản thân, những cái điểm mạnh của bản thân. Có một cái sự tập trung tuyệt vời nào đó cho cuộc đời của các bạn, thì lĩnh vực tình yêu gọi là tự đến với các bạn, mà các bạn không cần phải bận tâm lo nghĩ kiểm soát lĩnh vực tình yêu của mình. Các bạn có a pentacle, cái sự phát triển trước khi mà tình yêu đến với các bạn đó là cái sự vững vàng, ổn định, thậm chí rất tự tin và độc lập nữa là khác. Cho công việc sự nghiệp, cho việc kiếm tiền, cho chuyên môn nghiệp vụ, và cả luôn cả việc học hành của các bạn nha. Tức là bạn đạt đến một trạng thái tự tin đó, có một cái điều gì đó cho riêng mình, hoặc là bạn có được một cái nơi sinh sống cho riêng mình, hoặc là các bạn rất độc lập trong cái công việc, quản lý tốt cuộc sống của mình. Đây là cái điều sẽ đến với các bạn đầu tiên. Wow, Six of Cups. Mình cảm thấy là Six of Cups nó sẽ có nhiều vấn đề ở đây. Nghĩa là tình yêu bao xung quanh các bạn á, và đã có tình yêu rồi hoặc là đang có tình yêu. Tức là tình yêu có gõ cửa nhà bạn. Ở đây có người đang nhớ đến các bạn, một người mà mình thấy các bạn cũng nghĩ đến họ. Đó là một trường hợp. Hoặc là một trường hợp nữa có thể là tình thân nha mọi người, tình yêu thương của những người trong gia đình, tình yêu bao xung quanh các bạn.
mình đang thấy tình thân, hoặc là một soulmate, tức là một người rất yêu thương các bạn, người đó khả năng lớn tuổi hơn các bạn, năng lượng có sự trưởng thành dài dặn hơn, có những cái sự nhớ nghĩ về nhau, khả năng có sự sum họp đoàn tụ. Ten of Cups, các bạn sẽ hạnh phúc trong tình cảm gia đình đó, kể cả là gia đình lớn hay là gia đình nhỏ của các bạn, sẽ có sự hạnh phúc lại trong gia đình, sẽ có sự chữa lành lại trong gia đình. Hoặc là ở đây á, các bạn cứ tập trung vào làm sao cho bạn đạt đến cái cảnh giới á, cảm thấy là không giới hạn. Không, mình không nói suông nha, tại vì các bạn có cái thông điệp đầu tiên không giới hạn á, có nghĩa là điều gì đó mà vũ trụ đánh giá rất là cao về năng lực của bạn á. Kể cả bạn là xuất thân như thế nào, kể cả bạn học vấn học vị ra sao, thì vẫn có những cái tài năng của bạn được đánh giá là không giới hạn, có nghĩa là bạn rất giỏi. Rồi cái nữa là các bạn hãy cứ tập trung vào cái điều đó thôi á, tức là tập trung vào rồi tạo ra một cái cuộc sống như ý của bạn á, thì tình thương và tình yêu sẽ đến với các bạn một cách rất là trọn vẹn. Tại 10 ly là một sự trọn vẹn nha mọi người. Có sự chữa lành trong gia đình, hoặc là các bạn sẽ bước vào giai đoạn lập gia đình. Một số trường hợp các bạn tuần 1 có thể đã biết cái người yêu của bạn rồi, các bạn đã và đang tương tác. Và năng lượng tình yêu hiện tại là có sự nhớ nghĩ về nhau, và sắp có sự sum họp đoàn tụ. Các bạn có Queen of Pentacles, wow, bạn sẽ rất là xuất sắc á, trong cái việc là tạo dựng một cái sự nghiệp, tạo dựng một cuộc sống sung túc, trù phú, thành công, tiền tài, vật chất. Bạn sẽ có một cái cuộc sống nó rất là đủ đầy, nhiều phương tiện. Một số bạn sẽ có được nhà cửa đất đai, nó rất là đạt với cái nguyện vọng của các bạn ha. Năng lượng của bạn cũng sẽ rất là ổn định, vững vàng, là chỗ dựa vững chắc cho bản thân, còn là chỗ dựa vững chắc cho nhiều người. Rồi, để mình tiếp. Trời, mình đang hỏi là tình yêu gõ cửa nhà các bạn hay không, thì có vẻ như thần tài gõ cửa nhà bạn là nó bị mạnh quá, cái năng lượng mạnh quá, cho nên các bạn cứ nghe đón tiếp, tiếp nhận ha. Nhưng mà hạnh phúc chắc chắn là có mọi người, tại có 6 ly, 10 ly nó là hạnh phúc trọn vẹn. Tình cảm gia đình, hoặc các bạn sẽ lập gia đình. Nhưng mà cái phần nổi bật lên của các bạn là một sự thành công vượt bậc, bứt phá về tiền bạc. Rất là chúc mừng các bạn tụ một nha. Tại vì một khi mà đã điều kiện vật chất các bạn đã có rất thành công rồi, thì các bạn thấy là bạn sẽ xử lý được rất là nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống, sẽ có những sự chữa lành rất là nhiều. Đó chính là mặt tích cực của tiền bạc đó mọi người, là đưa đến cho các bạn nhiều phương tiện, bạn có thể giúp đỡ được chính mình và nhiều người khác, chữa lành các mối quan hệ luôn. Cho nên đó là cái mặt vô cùng tích cực mà tiền bạc đem lại. Bạn lại đang rất là thành công, thịnh vượng. Bạn có một cái sự bứt phá, một sự bứt phá mạnh về phương diện của tiền tài vật chất. Lại có the will nữa, tức là đến giai đoạn bạn được nhận, đến giai đoạn bạn thành công, gọi là perfect timing, một cái thời gian đúng, thời gian hoàn hảo. Thời gian đã đến, để đến cho các bạn có một cái sự bứt phá lớn mạnh ha. Một cái sự phát triển, đứng lên trên số phận của mình, giống như là bạn kiểm soát được cái năng lượng của mình thì bạn kiểm soát được cái số phận của mình á. Wow. Trời. Chaser lại là một cái hòn đảo kho báu, lại là một cái thông điệp khẳng định rất mạnh về cái sự thành công cho tiền tài vật chất của các bạn á. Một sự bùng lên mạnh mẽ, một sự bứt phá về lĩnh vực tài chính, tiền tài vật chất, nhà cửa, đất đai, có luôn nha mọi người. Rồi quá là mạnh đi. Oh my god, tình yêu gõ cửa nhà bạn ha, thần tài gõ cửa nhà bạn trước nha, rồi mới tới tình yêu gõ cửa nhà bạn. Cái này quá là hoàn hảo, cái phần trải bài ngày hôm nay của mấy bạn tuần 1 ha. Unleash,
Có nghĩa là bạn nên phóng thích ra tất cả tài năng thật sự của bạn, con người thật của bạn như thế nào, bạn có một bản lĩnh như thế nào, không quan trọng tuổi tác. Cho dù bạn quá nhỏ tuổi hay bạn quá lớn tuổi không sao, điều đó không quan trọng. Có nghĩa là bạn hãy cứ cứ mạnh dạn thể hiện cái phần xuất sắc của các bạn ra. Các bạn rất là giỏi và thể hiện cái phần xuất sắc của mình ra. Không cần phải che giấu, nó giảm, nó tránh gì hết. Đến lúc các bạn có sự bùng phá về tài năng của mình ha. Các bạn có healing tool. Tâm trí của các bạn là một cái công cụ chữa lành thật là mạnh mẽ. Mỗi ngày tôi chọn gửi đi tình yêu thương, năng lượng chữa lành đến hành tinh này với những gì mà tôi làm, với tâm trí của mình, tạo nên sự khác biệt. Tinh thần của các bạn rất là mạnh á, bạn rất là xuất sắc rồi. Bạn đã trở thành một cái phiên bản rất là vững chắc, một phiên bản tuyệt vời nhất của các bạn. Của các bạn tụ một đang ở một phiên bản rất là tuyệt vời. Đây là một cái giai đoạn đánh dấu bạn bứt phá một cách mạnh mẽ. Nó rất là khủng khiếp. Cho nên là các bạn tụ một thành công trong cái việc lột xác, thành công trong cái việc là bạn trở thành một cái phiên bản gọi là best version, cái phiên bản tốt nhất của các bạn nha. Bạn chảy tràn trong cơ thể của bạn là nguồn năng lượng chữa lành, thậm chí bạn có thể là người chữa lành cho người khác luôn. Bạn sẽ làm rất là nhiều việc liên quan đến cái gọi là planet, hành tinh. Mình nghĩ các bạn ở đây có nhiều những ước mơ cao lắm. Nó sẽ liên quan đến quốc tế, đến vũ trụ, đến hành tinh. Nó không là những ước mơ nhỏ. Cho dù mọi người có nói các bạn như thế nào chăng nữa, các bạn vẫn là người hướng về những ước mơ rất là cao. Wow. Ask for help. Các bạn cứ tiếp tục tương tác với vũ trụ á, cầu nguyện, tương tác với vũ trụ ha. Các thiên thần bảo hộ bao xung quanh bạn, bạn nhưng như người con cưng của vũ trụ á. Hãy nói thật là mạnh mẽ, hãy cầu nguyện thật là mạnh mẽ. Theo cái ý của các bạn ha, hãy cầu nguyện thật mạnh mẽ. Rồi. Mình nghĩ là thật sự rất là đủ đầy rồi. Các bạn có đo True Spirit, kể cả cái cánh cửa của sự phát triển mạnh mẽ về tinh thần cũng mở ra với các bạn luôn. Mình đang cảm thấy các bạn tụ một á, có một số bạn sẽ trở thành chỗ dựa của gia đình các bạn á. Và bạn cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Bạn rất là thanh thản nữa chứ. Không làm khó các bạn được nha. Rồi. Wow. Rất là tuyệt vời. Tình yêu có gõ cửa nhà bạn. Thần tài gõ cửa trước. Rồi đến một loạt tất cả những sự chữa lành. Ai đó yêu thương các bạn, nhớ nghĩ đến các bạn. Có sự sum họp đoàn tụ. Có sự trọn vẹn trong cái sự hạnh phúc. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ một. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ hai. Chúng ta nói về chủ đề là tình yêu có gõ cửa nhà bạn. Các bạn có get to know each other. Wow, tuyệt vời. Tình yêu đang gõ cửa nhà bạn luôn. Mình thấy đa số các trường hợp bạn đang tìm hiểu, bạn đang yêu hoặc là đang giai đoạn mới tìm hiểu nhau. Rất là hạnh phúc nha mọi người. Ở đây mình thấy là các bạn sẽ bước vào một giai đoạn á, còn tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa, cái sự tìm hiểu nó sẽ là sâu sắc hơn. Dĩ nhiên giai đoạn này các bạn sẽ đi qua nhiều cái thăng trầm cảm xúc á, tại vì các bạn bắt đầu tìm thấy những điểm giống nhau, rồi tìm thấy những điểm khác biệt, rồi các bạn còn tìm thấy những cái đôi khi các bạn có sự trigger nhau, rồi
Đôi khi các bạn sẽ tìm thấy những cái đặc điểm nó bị trái tính trái nết với nhau. Nhưng mà rất là thú vị cho giai đoạn này. Rất thú vị. Tuyệt vời nha các bạn. Nếu như các bạn độc thân á, thì các bạn sẽ tìm gặp được một người mà sẽ cho các bạn một cái cảm giác là sẽ cho các bạn một cảm giác là các bạn rất muốn tìm hiểu về cái người đó nhiều hơn nữa. Đây là một người sẽ cho các bạn một cái cảm giác rất khác biệt so với những người trước nha. Tức là một cái sự thu hút rất nhiều để các bạn là đi đến một cái mối quan hệ là muốn tìm hiểu nghiêm túc lâu dài á. Đó. Rồi. Còn cái này là chắc chắn tình yêu gõ cửa nhà bạn, sắp gõ cửa nhà bạn hoặc là đang gõ cửa luôn rồi. Các bạn có the devil ha. The devil. Năng lượng này là một cái nguồn năng lượng compulsion, nghĩa là một cái sự cuốn hút, một cái lực rất là mạnh mẽ trong tình yêu của các bạn. Giống như là các bạn có nợ duyên, các bạn có tiền kiếp, nợ duyên tiền kiếp với nhau, những cái sự cuốn hút rất là mạnh mẽ liên quan đến yếu tố của nợ duyên của tiền kiếp luôn nha mọi người. Đây sẽ là một cái nhân vật mà bạn và họ thu hút nhau rất là nhiều, hiểu biết nhau rất nhiều, chỉ cần tương tác là có sự thấu hiểu, là cảm nhận được năng lượng của nhau, có một cái sự thân thiết rất là lạ. Các bạn sẽ cảm nhận cái điều đó đó, thu hút nhau mãnh liệt ha. Rồi, để mình tiếp. Các bạn có Seven of Wands. Tình yêu gõ cửa nhà bạn là thấy rõ ha. Rồi, Seven of Wands ở đây là vũ trụ mong muốn các bạn là giữ vững lập trường, bảo vệ bản thân. Nghĩa là các bạn cứ tự nhiên, tự do, thoải mái trong cái việc thể hiện quan điểm, chính kiến, tiếng nói của bản thân mình. Đó. Để các bạn là không có bị cuốn hút một cách mạnh mẽ vào đối phương mà đánh mất chính mình, không nhất thiết phải đánh mất chính mình. Có nghĩa là các bạn có bị khác biệt như thế nào trong quan điểm thì cũng là cứ điềm tĩnh từ từ nói lên quan điểm của bản thân. Đó. Tranh cãi, tranh luận, gây gổ một chút cũng không sao. Cho nên là nếu như bạn càng tự nhiên trong cái việc thể hiện quan điểm của bản thân á, điều đó là tốt nha mọi người. Và trong cái phần trả bài này, đối với các bạn tụ hai á, là năng lượng tình yêu của các bạn, các bạn cũng không có cần phải nôn nóng, không cần phải vội vã, cứ điềm tĩnh, cứ giữ cho mình cái sự điềm tĩnh, tĩnh lặng càng nhiều thì càng tốt. Mấy bạn có thể hỗ trợ thêm những phương pháp nghe nhạc nè, hoặc ngồi thiền nè, hoặc luyện yoga đó, thì các bạn sẽ rất là điềm tĩnh, không vội vã, không nôn nóng, không có bị cuốn hút một cách quá là mãnh liệt vào năng lượng tình yêu của bạn, để bạn vẫn là chính bạn nè, để bạn vẫn tràn đầy cái nguồn năng lượng ha, tràn đầy cái sự tươi mới. Các bạn có King of Wands. Wow, okay. Nếu như các bạn là nam xem trả bài á, thì có nghĩa là bạn rất là thu hút, bạn rất nổi bật, bạn rất là quyến rũ. Bạn thu hút cực kỳ cái cô gái mà bạn đang tìm hiểu ha, mãnh liệt. Còn nếu như bạn là nữ đang xem trả bài thì bạn bị cuốn hút một cách mãnh liệt về một nhân vật bạn rất là ấn tượng. Rất là ấn tượng. Cho nên đó là bạn cứ giữ sự điềm tĩnh càng nhiều nè, thiền nè, yoga nè, nghe nhạc đó. Thì mình thấy là để bạn bảo vệ cái nguồn năng lượng của bản thân á. Bảo vệ ở đây là gì? Bảo vệ ở đây là mình muốn nói á, giữ vững lập trường, không đánh mất chính mình, giữ vững được cái quan điểm của bản thân á, tức là không bị cuốn hút một cách quên mất linh hồn của mình về phía đối phương đó. Ý của mình là vậy, tại vì các bạn rất là cuốn hút nhau. Rồi, tình yêu gõ cửa nhà bạn. Các bạn có Knight of Swords. Các bạn có Knight of Wands. Các bạn có The Tower. Các bạn có Page of Wands. Năng lượng của các bạn tụ hai á, tình yêu gõ cửa nhà các bạn ha, rất là rõ. Và
Các bạn rất là bị cuốn hút nhau, thu hút nhau. Nhưng một bên các bạn là có một cái nguồn năng lượng nó bị cuốn hút một cách áp đảo á, tại vì giống như năng lượng The Devil này, King of Wands, kỵ sĩ kiếm nữa, đó là một cái nguồn năng lượng nó rất là mạnh mẽ nè, có lập trường riêng nè, quyết đoán nè, tài năng nè, bản lĩnh nè, rất là giỏi, cho nên cái người năng lượng nam rất là thu hút. Các bạn nữ là nguồn năng lượng của sự trẻ trung nè, nguồn năng lượng của cái việc biết làm chủ bản thân của mình nè, độc lập tự tin nè, tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống, rất là tươi trẻ. Kể cả bạn có 40-50 tuổi trở lên, bạn vẫn rất là năng động, tươi trẻ. Bạn biết cách bảo vệ bản thân mình. Chính vì các bạn rất là độc lập á, và các bạn rất là tài năng, cho nên các bạn có thể sẽ có lúc bị đan xen những cái cuộc tranh luận, tranh cãi ha. Những cuộc tranh luận, tranh cãi đó. Nhưng mà mình thấy cũng không vấn đề gì. Sau những cái cuộc tranh luận, tranh cãi thì các bạn vẫn là rất tự tin, vẫn tươi trẻ, vẫn tràn đầy cái sự lạc quan. Wow, cái năng lượng các bạn thụ hai rất là thú vị, tức là các bạn quen nhau, các bạn tìm hiểu nhau, các bạn cũng sẽ đang xen những giai đoạn tranh luận, tranh cãi, gây gổ, nhưng mà các bạn vẫn rất là cuốn hút nhau một cách mãnh liệt, và các bạn vẫn là chính bản thân của mình thôi. Các bạn vẫn tràn đầy năng lượng, vẫn tràn đầy cái sự tươi trẻ. Tiếp. Các bạn có first, lương sao một rồi. Các bạn có community, vào các bạn có năng lượng, các bạn tụ hai là các bạn rất là tương trợ nhau nha, đồng hành với nhau, chia sẻ với nhau, có sự hỗ trợ, nâng đỡ, khuyến khích, động viên nhau luôn, rất là hay. Tranh cãi là tranh cãi, còn động viên khuyến khích nhau thì cũng là động viên khuyến khích nhau luôn. Một trong hai các bạn đang có vấn đề ở luân xa gốc, tức là một trong hai các bạn vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều để có những cái sự phát triển bản thân nhiều hơn, một trong hai hoặc là cả hai luôn á, tức là vẫn còn trong hành trình gây dựng sự nghiệp, hành trình xác định danh tính á, tức là tìm những điều phù hợp cho bản thân, cho cuộc đời, cho những cái sự phát triển bản thân á. Các bạn có like trình up, wow, các bạn hãy cứ làm, wow, hãy cứ là tỏa sáng nha, hãy cứ tỏa sáng, hãy cứ sống là con người thật của mình, hãy cứ tự nhiên, hãy cứ sống thật, hãy cứ thật sự sống, tại vì nó đang quá là phù hợp với các bạn. Các bạn đang rất là tỏa sáng, hãy cứ yêu thương, hãy cứ tìm hiểu nhau, và dĩ nhiên là các bạn vẫn cứ giữ vững lập trường, giữ vững cái quan điểm chính kiến. Hãy cứ thể hiện bản thân một cách tự nhiên, hãy tỏa sáng, cứ như thế nha, tại rất là tuyệt vời. Mình tiếp. Các bạn có Week Affirmation, I claim. Các bạn hãy cứ khẳng định bản thân của mình nè, rồi hãy nhớ tới những cái nguồn năng lượng ở bên trong của các bạn á. Bất kể là những gì các bạn lựa chọn, bạn tin tưởng, bạn nói thì vũ trụ luôn là say yes cho các bạn nha. Bạn lựa chọn là những suy nghĩ tích cực và những ngôn từ tích cực, và vũ trụ say yes với các bạn. Wow, các bạn là những người ý thức quá là cao rồi, tức là bạn rất là hiểu bản thân và hiểu những cái cách mà làm sao đem đến cái nguồn năng lượng tích cực cho bản thân của mình. Các bạn rất là xuất sắc trong cái mảng hiểu về cái sự phát triển bản thân á. Để mình tiếp. Các bạn có physical touch, tình yêu của các bạn là đầy cái sự thu hút, đam mê, đầy những cái sự yêu thương, đầy những cái cử chỉ yêu thương, đầy cái sự thân mật, đầy cái sự đụng chạm, va chạm thân mật nhau nha. Physical touch á, làm nó quá tuyệt vời để mô tả. Tức là các bạn cứ yêu thương thật là nhiều với năng lượng này, và đôi khi bị mâu thuẫn, bất đồng một chút nó cũng không sao, các bạn cứ là chính bản thân của mình á. Rồi mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ hai. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xin chào các bạn tụ ba, mình để đây nha. Chúng ta nói về chủ đề là tình yêu có gõ cửa nhà bạn. Rồi, các bạn có speak the language of love. Đây là một cái năng lượng là các bạn hãy nói về ngôn ngữ yêu thương á. Các bạn tìm hiểu về ngôn ngữ yêu thương của đối phương. Khi các bạn diễn tả được ngôn ngữ yêu thương của đối phương thì họ sẽ hiểu về cái tình cảm bạn dành cho họ là như thế nào. Ví dụ, 5 ngôn ngữ yêu thương đó mọi người. Yêu thương thích tặng quà, thích lời nói yêu thương, cử chỉ yêu thương, dành thời gian cho nhau. Hoặc là sự tận tụy đó. Thì có nghĩa là khi mà bạn bắt trúng được cái ngôn ngữ yêu thương của đối phương á, bạn sử dụng cái cách đó để đối xử với họ thì họ sẽ cảm nhận cái sự sâu sắc về tình yêu thương của bạn dành cho họ nha. Và ngược lại là họ nói trúng cái ngôn ngữ yêu thương của bạn thì bạn sẽ cảm nhận được cái tình yêu thương mà bạn dành cho họ. Như vậy là các bạn tụ ba khả năng tình yêu đang gõ cửa nhà bạn hoặc là tình yêu sắp gõ cửa nhà bạn. Rồi. Tiếp, các bạn có, trời, tình yêu đang gõ cửa nhà bạn là chiếm phần cao. Two of Cups. Còn nếu như bạn là đang độc thân hoàn toàn thì bạn sắp có người yêu rồi, bạn sắp gặp soulmate rồi. Các bạn rất là yêu thương nhau á. Các bạn nắm tay nhau rất là chặt. Mình đang muốn nói là các bạn thực ra về cái bề sâu á, các bạn yêu thương nhau rất là sâu sắc luôn nha. Các bạn rất là để ý đến tâm tư, tình cảm, cảm xúc của nhau lắm á. Nói ra, có nói ra nhiều hay không thì cũng chưa hẳn, nhưng mà bên trong lòng là yêu thương nhau sâu sắc. Đó là lý do tại sao mà các bạn có suy nghĩ đến á. Tức là một trong hai bạn đang rất là suy nghĩ đến cái tâm tư của đối phương là như thế nào, những cái tổn thương mà đối phương đã từng trải qua như thế nào. Rồi bạn muốn biết là họ yêu thích cái gì. Đó, cho nên là các bạn mới suy nghĩ đến cái vấn đề là sử dụng cái ngôn ngữ yêu thương của nhau để các bạn là thắt chặt tình yêu thương với nhau hơn nữa, đồng hành cùng với nhau ha. Mình đang nhìn thấy cái tình yêu thương nó quá là sâu sắc ở đây. Các bạn có Ace of Cups. Các bạn có Page of Swords. Các bạn có Hierophant. Các bạn có Three of Swords. Rồi, có những cái vấn đề của mấy bạn ha. Ở đây, các bạn có Kỵ sĩ Tiền. Các bạn tụ ba tình yêu thương nhau sâu sắc, cho nên đó là lý do khi các bạn có một cái sự bất đồng nào đó xảy ra, tranh cãi ha, hoặc là có những cái lời nói sát thương cho nhau ha, thì các bạn sẽ có một cái cảm giác bị tổn thương nhiều. Huống hồ chi các bạn còn là những người rất là tâm linh, các bạn rất là tâm lý, các bạn rất là nội tâm, đó, cho nên thành ra là các bạn là những người quá là sâu sắc ha, cho nên chỉ cần là một cái sự tổn thương nhỏ cũng làm cho các bạn cảm thấy tổn thương nhiều nữa. Ví dụ như là những cái tiếng nói không cố ý ha, gây hiểu lầm, hiểu lệch cái ý nói của nhau, hoặc là những lời nói trong cái lúc tức giận á, gây gắt một chút hay là sát thương nhau một chút thì các bạn sẽ có một cảm giác rất là tổn thương. Tại vì các bạn là những người rất là sâu sắc, cũng như là cái tình cảm về cái phần chìm bên trong á, của các bạn dành cho nhau rất là sâu sắc. Cho nên mình thấy nè, các bạn có sự giận hờn ha, dẹp tình cảm qua một bên và các bạn cứ tập trung vào giống như nhân vật mang năng lượng nghiêng về năng lượng nữ tính á, thì có nghĩa là các bạn giống như bỏ tình cảm qua một bên, buông xuôi, thả lỏng mọi thứ, các bạn tập trung vào công việc, việc học á, bạn lại càng tăng cái tài năng của bạn nhiều hơn nè, kiến thức của bạn ngày càng nhiều, cái khả năng sáng tạo của các bạn ngày càng cao, các bạn là những người rất ham đọc sách đó. Giống như bực quá, dẹp tình cảm qua một bên, tập trung vào bản thân, tập trung nâng cao kiến thức. Năng lượng học tập của các bạn rất là trẻ, không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, mình vẫn thấy cái tinh thần học hỏi của các bạn vẫn rất là trẻ trung. Các bạn mang năng lượng nghiêng về nữ thì các bạn còn là những người có nghiên cứu tìm tòi về tâm linh, các bạn là những người thấu hiểu tâm lý.
Các bạn là những người rất là sâu sắc á, nhìn vào bên trong. Đó, rồi còn người bạn mang năng lượng á, nghiêng về nam, nghiêng về nam. Cho nên là ý mình muốn nói các bạn có thể thuộc bất kỳ giới tính nào nha, nam nữ hoặc là bất kỳ giới tính nào. Các bạn cứ xem là các bạn nghiêng về cái phần năng lượng nam hay nữ á, các bạn kết nối vào. Ở đây còn người nghiêng về năng lượng nam thì là ha, cái tính cách là có sự bộc trực thẳng thắn, không phải là cái người biết thể hiện về những cái tiếng nói cảm xúc, có gì đó rất là khô khan, cũng có thể nói, cũng có thể diễn tả nè. Tính cách có thể là khô khan nè, rất là chân thật, thật thà nè, không có biết nói lời hoa mỹ, không có biết nói lời cảm xúc, và hiện tại đang rất là tập trung vào trong công việc, trong công việc sự nghiệp, đang rất tập trung để rất là chuyên cần trong cái công việc để kiếm tiền ha, để xây dựng một cái sự nghiệp á, làm lụng rất là chăm chỉ. Rồi, để mình tiếp nha. Đó. Các bạn vừa qua có những cái trận tranh cãi hoặc là những lời nói gây sát thương cho nhau đó. Nhưng mà sau đó thì bạn nữ thì tập trung vào cái việc học hỏi, tìm tòi khám phá, học hỏi và quay lại bản thân của mình, tìm những ý nghĩa tâm linh. Còn bạn nam thì giống như là tiếp tục cái hành trình phát triển công việc sự nghiệp. Các bạn có Seven of Pentacles, các bạn có Seven of Cups và các bạn có Queen of Wands. Trời ơi, các bạn vẫn là trên cái hành trình tiếp tục, tiếp tục à, giống như cái kết nối tình yêu của các bạn á, các bạn để đó giống thuận theo tự nhiên, rồi giống như kiểu chuyện gì đến sẽ đến á. Các bạn cứ tập trung rất là gieo trồng cho công việc sự nghiệp, còn quá nhiều những cái để mà lo, không phải lo lắng, có quá nhiều những cái để tập trung. Còn bạn nữ thì vô cùng tỏa sáng á, nữ hoàng gậy. Các bạn là có những cái sự thành công là thắp sáng lại đam mê, có lý tưởng theo đuổi, hoặc là năng lượng của các bạn quá là tươi trẻ đi, kể cả bạn bao nhiêu tuổi nha, năng lượng vẫn rất là tràn đầy sức sống á, các bạn vẫn rất là vui, rất là hạnh phúc. Để mình tiếp. Các bạn gọi là cái tình yêu thương của các bạn rất là lớn á, tình yêu thương lớn, không có còn quan trọng về cái sự thể hiện bên ngoài của nó nữa. Giống như các bạn đã vượt qua tình yêu thương của các bạn yêu thương nhau lắm nha. Giống như các bạn đã vượt qua cái giai đoạn gọi là kiểm soát rồi, không thèm kiểm soát nữa. Rồi có chuyện bất đồng quan điểm, mâu thuẫn, tranh cãi gì đó xảy ra, các bạn để nó vậy luôn. Không phải, ý là mình muốn nói tức là các bạn không có kiểm soát cái vấn đề đó nữa, các bạn buông thả lỏng rồi, các bạn tập trung lại vào trong bản thân của mình. Cho nên tình yêu của các bạn là một tình yêu rất là lớn, cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Tình yêu gõ cửa nhà bạn, The World hả? Here and now, wow, các bạn ở đây là những người có năng lực rất là cao á. Cứ tập trung vào ngay tại khoảnh khắc này ha. Có nghĩa là các bạn sống với nhau, cho nhau niềm vui, đi bên nhau, đồng hành với nhau. Và các bạn hiểu về cuộc sống đó là như thế nào rồi. Các bạn hiểu về về quy luật vũ trụ, về nhân quả nghiệp báo nó là như thế nào, nợ duyên là như thế nào. Cho nên mình thấy là các bạn sẽ chọn, có sự lựa chọn là tập trung vào ngay tại lúc này, tại đây. Ngay tại lúc này, tại đây là các bạn giống như là được hạnh phúc bên nhau, được ở bên nhau, được đồng hành cùng với nhau, tập trung khoảnh khắc này. Có nghĩa là đó, chứ các bạn không không kiểu như là buông xu hết mọi kỳ vọng á. Các bạn là know your worth, hãy biết về giá trị bản thân mình. Ở đây các bạn không bao giờ là người mà đánh mất bản thân của mình trong tình yêu đâu nha, kể cả các bạn là nam hay nữ. Các bạn có I listen with love, tôi lắng nghe bằng cả trái tim mình, với những cái thông điệp của cơ thể. Bạn sẽ
Bạn sẽ hít thở sâu nè và release, phóng thích tất cả những cái năng lượng của sự kháng cự. Tập trung vào bản thân nè. Tập trung vào tất cả những cái đem đến cái sự lành mạnh cho cơ thể và tinh thần của bạn. Để mình tiếp nha. Mình thấy cái hành trình tình yêu của các bạn là một cái hành trình nó rất là mở, mọi người open, cứ tiếp tục. Cứ tiếp tục đồng hành với nhau. Giống như các bạn là những người rất là kinh nghiệm á, buông bỏ hết mọi kỳ vọng luôn. Chỉ là để cho cái câu chuyện tình yêu của các bạn sắp tới nó diễn tiến như thế nào, chuyện gì đến sẽ đến á, mình cảm nhận các bạn như vậy. Và các bạn rất là tập trung vào trong cái sự phát triển bản thân. Nhưng mà hỏi về cái độ sâu sắc tình yêu của các bạn dành cho nhau rất là sâu sắc nha. Năng lượng sâu mách. Love make the difference. Tình yêu làm cho các bạn trưởng thành hơn á. Tình yêu đã tạo nên những cái sự khác biệt. Trời ơi, leg up. Các bạn vẫn rất là đồng hành cùng với nhau á. Có cái gì đó tương trợ, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Rất là yêu thương nhau, tình yêu của các bạn nó đã vượt qua cái tầm thường á mọi người, nó đã lên thành một cái tình yêu lớn á, nó là cái tình thân luôn. Tình thân luôn, tình thương, tình thân, tình yêu luôn. Và một điều tuyệt vời ở nơi các bạn tụ ba là giống như các bạn lại buông bỏ hết mọi kiểm soát, mọi kỳ vọng. Bạn đang để cho câu chuyện tình yêu của mình nó diễn ra một cách nó rất là tự nhiên. Mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều.